chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Phương Bắc đã qua dòng sông sông dài, tìm đến phương này một nhà thân ai. Tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng tình ngát đôi lòng, mong vàng chung bóng. Ơi, mạch đất dâng hương là hương, cần lão chung đời vai sát vai. Bàn tay thương yêu nhau rồi, ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung.
sông núi cách chia, ta đem yêu thương về cho phương Bắc. Tìm về mảnh vườn hoa thắm, hái bông tầm xuân trao nàng lời hát ân tình hồng hồng đôi. Thank you.
Trinh Lệ. Món Trinh Lệ đó. Uống ở đây dân cũng tốt. Thay mặt cho họ nhà gái, gia đình chúng tôi xin cảm ơn họ nhà gái cả những để làm để giao tiền và gia đình chúng tôi xin nhận lễ để chúng ta thủ tục để chuẩn bị để ăn không. Cảm ơn.
người thân, cho gia đình và nhà gái, cũng có những món quà thân thương. Mời cho cặp đôi Hương, chúc cho đôi Hương được trăm năm hạnh phúc. Đầu tiên xin mời món quà đến từ mẹ ngoại của cô dâu ạ. Xin cảm ơn món quà đến từ mẹ ngoại của cô dâu. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng O Hè. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng O Hè. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng Bác Lưu. Xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng Bác Lưu. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng Bác An. Xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng Bắc An. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng Bắc Ba. Tôi xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng Bắc Ba. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng Âu Bé Chị. Được rồi, nhìn lên đó, cầm tay vô nữa. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng O Bé Chị. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng Chú Lợi. Xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng Chú Lợi. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng O Bé Em. Bây giờ xin mời món quà đến từ vợ chồng Chú Ánh. Cảm ơn món quà đến từ vợ chồng Chú Ánh. Bây giờ xin mời món quà đến từ vợ chồng Cầu Xanh. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ Cậu Xanh. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng Dì Đào. Xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng Dì Đào. Tiếp tục xin mời món quà đến từ vợ chồng Dì Hồng. Xin được món quà đến từ vợ chồng Dì Hóa. Tiếp tục xin món quà đến từ vợ chồng Cậu Ngọ. Vâng, xin được cảm ơn món quà đến từ vợ chồng Cậu Ngọ rất nhiều. Và lúc đầu chương trình xin được trân trọng kính mời món quà đến từ anh trai cô dâu. Xin cảm ơn món quà đến từ anh trai của cô dâu rất nhiều, cô dâu ạ. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ anh trai của cô dâu rất nhiều. Và như vậy là kết thúc trong vòng đáng hợp tất. Các bạn thì xin được trân trọng kính mời đại diện đến từ gia đình và nhà gái.
chuyện thuở xưa bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ. Trái. Và hôm nay gia đình chúng tôi long trọng tổ chức chương trình tiệc cưới chúc hạnh phúc lễ vu quy cho cô dâu Hoàng Lan và chú rể Thái Hợp. Và nhờ đó tất cả chúng ta đã có mặt đông đủ ở đây để chung niềm vui, niềm hạnh phúc cùng với gia đình chúng tôi và cùng chúc phúc cho đời đường được nên duyên vẹn sắc. Và trong giây phút trọng đại cao cả như thế này, chúng tôi xin được kính giới thiệu cùng mời lên sân khấu sự hiện diện đến từ hai gia đình. Và về phía gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Lộc và bà Nguyễn Thị Ánh là bố và mẹ của cô dâu Hoàng Lan. Và về phía gia đình hòa nhà trai, xin để trân trọng kính mời ông Trần Thái Hòa và bà Hoàng Thị Kim Thanh là bố và mẹ của chú rể Thái Hợp. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu Hoàng Lan sánh xuân cùng chú rể Thái Hợp, tóc lên biển hòa hạnh phúc. Một tràng pháo tay quý vị và đây để cùng chào đón. Đã bỏ chút thời gian vào ngọc của mình để cùng đến đây chúc vui và chia sẻ những việc cùng với gia đình chúng tôi. Thì xin được trân trọng kính mời đại diện đến từ gia đình hòa nhà gái sẽ có những lời phát biểu những tâm cảm gửi đến tất cả vị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa bà con hai họ, kính thưa tất cả bà con bạn bè thân hữu gần xa của hai gia đình và hai con của tôi. Ngày hôm nay là ngày đẹp trời nhất của mùa xuân năm 2022. Khi mùa xuân đã về đến quê hương chúng ta, mọi người, mọi nhà, ai cũng trên môi nụ cười tươi thắm, vượt qua khó khăn gian khổ của năm 2021. Và đặc biệt là các cô gái, các chàng trai thi nhau khoe sắc và thi tài. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, thực sự nhất trí của chính quyền địa phương và gia đình.
chúng tôi tổ chức để vu quy hai con chúng tôi. Trừ có mặt đông đủ bà con hai họ và con bạn bè rất lụ gần xa của hai gia đình và hai con chúng tôi là niềm hạnh phúc cho gia đình của chúng tôi. Thay mặt cho gia đình, tôi xin kính chúc bà con hai họ, bạn bè thân hữu gần xa, mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cho mối tình thông gia giữa hai gia đình, hai họ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, năm mới, tháng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Chủ nhà thứ ba đã tạo ra những món ẩm thực để gửi đến tất cả vị. Và nhà hàng cũng có một món quà thân thương muốn cho tặng đôi nương. Chúc cho đôi nương được trăm năm hạnh phúc. Xin mời món quà đến từ nhà hàng Thu Ba. Đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong hôm nay. Xin mời đôi nương chúng ta sẽ cùng tay chung tay tiến đến chiếc tháp bánh kem để cùng các bạn ân tình sẻ chia ngọt ngào. Thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu, về đầu cho một tương lai và hạnh phúc. Và để tiếp tục xuống đó, xin mời đôi nương chúng ta sẽ cùng về đến chiếc tháp pha lê đa dạng sắc màu để cùng sẽ chia khoảnh khắc hạnh phúc dâng trào cùng với hai trai các bạn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý đến đến, những dòng sông banh đang được tuôn chảy khiến chúng ta liên tưởng đến đại dương. Ở đó có những con sóng lúc vọng lặng, lúc cuộn trào và chân tình rất đẹp. Thì chiếc sông banh thứ hai nó thể hiện cho công lao to lớn của những bậc làm cha, làm mẹ. Thành đạt có một tương lai tươi sáng và điều mà họ mong muốn nhất chính là được nhìn thấy con mình yên bề gia thất và điều ước của họ đã trở thành sự thật. Để bình an và cầu mong cho cha mẹ hãy nhận chúng con là dâu hiền dị thảo trong gia đình. Chúng ta sẽ cùng dâng kính những ly men nồng đến con sinh hương mẫu của mình cho họ.
đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc. Chọn muôn đời ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời ha 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 ha. La 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 la. Bye.
Thì bà có người mời cả gia đình. Hôm nay tôi xin phép đại diện cho hồ già trai xin chân thành cảm ơn sự hiện diện cũng như sự tiếp đón niềm nở của hồ già gái tiếp nhận cho hồ già trai chúng tôi một cách ân tình chủ đã. Trong lúc vì thời gian cho phép hồ già trai chúng tôi xin có thể ra về trong lúc về xin trở lại hôm trường một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn con hai hò. Kính thưa bà con nội ngoại, thì trong lúc cảm ơn hò nhà trai đến với hò nhà gái, thì nhà gái có những gì tiếp đón không được có những chú đáo, thì mong bà con nội ngoại cùng bà con hai hò thông cảm qua đây thông cảm điều đó thì không cần thôi. Thì xin nói chúc hò nhà gái, hò nhà trai mạnh khỏe. Người yêu ơi, có những lúc bối rối anh sợ lắm, và tại vì anh không chắc hôm qua em mong anh vì trời rét đông hay vì nhớ anh. Và anh muốn nói hết với em mà sao không thể chút hết những nghĩ suy.
hết cho dù thế nào, và sẽ nói hết những khát khao trong tim anh. Và muốn em biết lâu nay anh đã nhớ và đã thầm yêu em bấy lâu. Người yêu ơi, giờ anh đã biết nhớ và nhớ từng xa riêng. Cần hơi ấm tim em để biết mình đang sống. Có em trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ rời xa những phút giây được bên em. Và anh hứa sẽ không bao giờ khiến em buồn, sẽ không bao giờ khiến em phải lo. Sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày, sẽ yêu càng nhiều, sẽ yêu và chỉ yêu một em. Người yêu ơi, rồi anh sợ lắm. Và tại vì anh không chắc, hôm qua em mong anh vì trời rét đông hay vì nhớ anh. Và anh muốn nói hết với em, mà giờ không thể chút hết những nghĩ suy. Anh sẽ cố gắng nói hết cho dù thế nào, và sẽ nói hết những khát khao trong tim anh. Và muốn em biết lâu nay anh đã nhớ và đã thầm yêu em bấy lâu. Người yêu ơi, giờ anh đã biết nhớ và nhớ càng xa riêng. Cần hơi ấm tim em để biết mình đang sống. Có em trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ rời xa những phút giây được bên em. Và anh hứa sẽ không bao giờ khiến em buồn, sẽ không bao giờ khiến em phải lo. Sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày, sẽ yêu càng nhiều, sẽ yêu và chỉ yêu một em. Người yêu ơi, cần hơi ấm tim em để biết mình đã sống. Có em trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ rời xa những phút giây được bên em. Người yêu ơi, sẽ không bao giờ khiến em buồn, sẽ không bao giờ khiến em phải lo, lo. Sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày, sẽ yêu thật nhiều, sẽ yêu và chỉ yêu mỗi em. Người yêu ơi, chờ điều gì nữa. Này là chiếc nhẫn anh muốn trao em, chính lúc này, ngay lúc này, gật đầu làm vợ anh nhé. Vì duyên số do trời đã cho anh gặp một người sẽ yêu thương em suốt một đời. Giờ anh muốn ngỏ lời sẽ không bao giờ thay đổi, mãi bên em trọn đời. Hạnh phúc sẽ không phôi phai.
rồi, có anh rồi, vậy còn chờ điều gì nữa? Này là chiếc nhẫn anh muốn trao em, chính lúc này, ngay lúc này, bắt đầu làm vợ anh nhé. Vì duyên số do trời đã cho anh gặp một người, rồi yêu thương em suốt một đời. Giờ anh muốn ngỏ lời sẽ không bao giờ thay đổi, mãi bên em trọn đời. Vâng, và kính thưa tất cả quý khách quý kính mến, từ bao đời nay thì tình yêu vốn dĩ là một tác phẩm mà tạo hóa đã sinh ra và ban tặng đến cho tất cả chúng ta, bởi lẽ đó nhà thơ Tố Hữu đã lấy nguồn cảm hứng để viết nên rằng: còn gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau. Và bắt nguồn từ một tình yêu chân thành, mãnh liệt mà anh Thái Hợp, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đã dành chọn trái tim yêu của mình cho chị Hoàng Lan, một cô gái dịu hiền, nết na. Thì trải qua bao nhiêu năm tháng tìm hiểu và yêu thương nhau, thì cho đến ngày hôm nay, tình yêu của đôi bạn trẻ đã đến hồi đơm hoa kết trái. Và hôm nay gia đình chúng tôi long trọng tổ chức chương trình đám cưới, chúc hạnh phúc lễ vu quy cho cô dâu Hoàng Lan và chú rể Thái Hợp. Và nhờ đó tất cả chúng ta đã có mặt đông đủ ở đây để hòa chúc niềm vui, niềm hạnh phúc cùng với gia đình chúng tôi và cùng chúc phúc cho đôi hương được nên duyên vẹn sắc. Và trong giây phút trọng đại cao cả như thế này, chúng tôi xin được kính giới thiệu và mời lên sân khấu sẽ diện đến từ hai gia đình. Và về phía gia đình Hoàng nhà gái, xin được trân trọng kính mời ông Hoàng là của bà Nguyễn Thị Ánh, là bố và mẹ của cô dâu Hoàng Lan. Và về phía gia đình Hoàng nhà trai, xin được trân trọng kính mời ông Trần Thái Hòa và bà Hoàng Thị Kim Thanh. Và dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón cô dâu Hoàng Lan sánh duyên cùng chú rể Thái Nhật. Để đáp lại tấm chân tình mà tất cả quý vị đã bỏ chút thời gian vào phòng của mình để cùng đến đây chung vui và san sẻ vui cùng với gia đình chúng tôi, thì xin được trân trọng kính mời đại diện đến từ gia đình và nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu, đôi lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị. Xin mời vị đại diện. Bà con sống riêng xa gần, kính thưa bà con ngồi ngoài gần xa, cùng toàn thể bạn bè của cháu lát của Hợp từ mọi miền về đây để dự lễ quốc quý của hai cháu. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức như là 12 tháng 1 của năm âm lịch, là ngày lành tháng tốt, được đông nhất của sự hai và hai gia đình, nhất kỷ của hai cháu. Gia đình chúng tôi tổ chức cho cháu và con của chúng tôi lễ vu quy. Lời nói đầu tiên chẳng có gì hơn: xin chúc toàn thể bà con mạnh khỏe, vui vẻ, vạn sự như ý đầu năm mới. Xin. Trong lúc tiếp đó có chiêu phần sai sót thì mời bà con nhờ và thông cảm cho. Cảm ơn món quà đến từ người bạn thân của cô dâu rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dạy chúng con nên người. Và giờ đây chúng con cầu mong cho cha mẹ luôn luôn sức khỏe, sống đời bình an. Cầu mong cho cha mẹ hãy nhận chúng con là dâu hiền dưới thảo trong gia đình. Và để đến đáp công lao xin thành dự dụng, xin mời mọi người.
Bên nhau
cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay anh, hãy cầm tay anh, mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiệu vàng theo chàng về dinh. Người tình tôi ơi,
chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Chập chờn đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng tươi, bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mi miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà, chả nhà ai có ông dề quý, chả nhà ai có cô dâu hiền, cô ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm cau đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về quê hương ta sống. Em theo anh đi về tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Dù tình ta như sóng, dù con thuyền tình. Em thấy không em,
tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng em Quyền. Chúng tôi xin mời món quà đến từ vợ chồng em Trang. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ vợ chồng em Trang. Tiếp tục xin mời món quà đến từ em Rin. Xin được cảm ơn món quà đến từ MV. Và như vậy là nghi thức trao quà đã xong. Ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời đại diện đến từ gia đình nhà trai, chúng ta sẽ cho chiếc bản thơ để tiến hành nghi thức bái tạ. Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, ai cũng đều được sinh ra và lớn lên, và ai cũng có ít nhất một lần yêu và được yêu. Và đoàn trẻ của chúng ta cũng vậy, trải qua bao nhiêu năm tháng tìm hiểu và yêu thương nhau, thế cho đến ngày hôm nay, tình yêu của đoàn trẻ đã đến thời đơm hoa kết trái. Và hôm nay gia đình chúng tôi long trọng tổ chức chương trình tiệc cưới, chúc mừng hạnh phúc lễ thành hôn cho chú rể Thái Hợp và cô dâu Hoàng Lan. Và nhờ đó tất cả chúng ta đã có mặt đông đủ ở đây để hòa chung niềm vui, niềm hạnh phúc cùng với gia đình chúng tôi, và cùng chúc phúc cho đôi nhân được đêm duyên vẹn sắc. Và quý vị đã đến đây rồi. Và trong giây phút trọng đại cao cả như thế này, chúng tôi xin kính giới thiệu và mời lên sân khấu xuyên diện đến từ hai gia đình. Và về phía gia đình họ nhà trai, xin để trân trọng kính mời ông Trần Thái Hòa và bà Hoàng Thị Kim Thanh là bố của chú mẹ và mẹ của chú rể Thái Hợp. Và về phía gia đình họ nhà gái, xin để trân trọng kính mời ông Hoàng Lộc và bà Nguyễn Thị Ánh là bố và mẹ của cô dâu Hoàng Lan. Và lúc này quý vị hãy vang lên một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón xuyên diện đến từ hai gia đình chúng tôi. Xin mời. Cô dâu Hoàng Lan là hai ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất trên buổi chiều hôm nay. Và hôm nay thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng rời mắt khỏi sân khấu, hướng ra chiếc cổng hoa và dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón chú rể Thái Hợp sánh duyên cùng cô dâu Hoàng Lan. Đó là cặp mấy lần. Đây là tấm chân tình mà tất cả quý vị đã bỏ chút thời gian vào ngọc của mình để cùng đến đây chung vui và san sẻ niềm vui cùng với gia đình chúng tôi. Thì xin để trân trọng kính mời đại diện đến từ gia đình họ nhà trai sẽ có những lời phát biểu, những lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị. Xin mời vị đại diện. Kính thưa các vị khách quý cùng bà con người ngoài của Hà Duy Linh, hôm nay
lần này lần tháng tốt được sự yêu thương của hai con và sự thống nhất của hai gia đình. Hôm nay gia đình chúng tôi làm lễ thành hôn cho con của hai chúng tôi. Lời đầu tiên tôi chẳng biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn hai họ và con người ngoài đã bỏ chút thời gian quý báu để về đây chúc phúc cho con của chúng tôi. Hai họ cùng toàn thể hôn trường một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn. Không nhắc đến những nhân viên đến từ nhà hàng Kế Anh đã tạo ra những món ẩm thực để phục vụ đến tất cả quý vị, và nhà hàng cũng có một món quà thân thương muốn cho tặng đôi nương, chúc cho đôi nương được trăm năm hạnh phúc. Xin mời vị đại diện. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ chiếc tháp bánh kem để cùng cắt bánh ân tình, sẻ chia ngọt ngào. Thắp sáng lên một lần tình yêu, khởi đầu cho một tương lai và hạnh phúc. Và để tiếp tục vào đó, hai chai sâm banh. Chúng ta liên tục đến đại dương, ở đó có những con sóng nước phẳng lặng lúc cuộn trào, và trong tình yêu cũng vậy, nó luôn mang những màu sắc cùng bậc cảm xúc khác nhau. Sắc đẹp thì trên sông thứ hai, nó thể hiện cho công lao to lớn của những bậc làm cha. Cha và mẹ là những người vô cùng cao cả, họ luôn hy sinh cho những đứa con thân yêu của mình, và dù vui hay buồn họ vẫn giàu kín ở trong tim. Họ chỉ mong sâu một điều rằng con mình lớn lên thật sức khỏe, thành đạt và một tương lai tươi sáng. Và điều mà họ mong muốn nhất chính là người hỡi nồng sân khấu, một tràng pháo tay của Viva Lê để cùng chúc ăn không ạ. Và sau bài đơn lương, chúng ta sẽ trở thành ngôi chúng rể thái hậu của cô dâu Hoàng Lan. Xin bắt được, bắt đầu. Và một lần nữa xin được kính chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình ngày càng phát triển keo sơn gắn bó. Chúc cho đàn trẻ sống bên nhau. Chia vui buồn, mọi người hân hoan chào đón đôi ta, màu hồng sâm banh rót ly rượu nồng. Nàng là cô dâu xinh nhất đời anh, mỉm cười xinh ghê mắt thắm môi hồng. Nàng cài bông hoa tươi thắm lòng anh, từng hạt lung linh hạnh phúc dâng trào. Ngày hôm nay cùng hát ca vàng để hai trái tim xây đắm mộng mơ, tình yêu bao la sẽ mãi trao nhau, từ nay đôi ta có nhau. Anh hát em ơi, ngày hôm nay ta mãi có nhau, từ ngày hôm nay sẽ chia vui buồn, mọi người hân hoan chào đón đôi ta, màu hồng sông anh rót ly rượu nồng. Ngày hôm nay
rất chia vui buồn. Một người hân hoan chào đón đôi ta, màu hồng sông banh rót ly rượu nồng. Người bạn cô dâu xinh nhất đời anh, mỉm cười xinh ghê, má thắm môi hồng. Mảnh cài bông hoa tươi thắm lòng anh, từng hạt lung linh hạnh phúc dâng tràn. Ngày hôm nay cùng hát ca vang, để hai trái tim say đắm mộng mơ. Tình yêu bao la sẽ mãi trao nhau, từ nay đôi ta có nhau. Anh hát em ơi, từ ngày hôm nay ta mãi có nhau, từ ngày hôm nay sẽ chia vui buồn. Mọi người hân hoan chào đón đôi ta, màu hồng sông anh rót ly rượu nồng. Nàng là cô dâu xinh nhất đời anh, mỉm cười xinh ghê, mắt thắm môi hồng. Nàng cài bông hoa tươi thắm lòng anh, từng hạt lung linh hạnh phúc dâng tràn. Mọi người hân hoan chào đón đôi ta, màu hồng sông anh rót ly rượu nồng. Ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Dần hờn trách móc, lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẹ đã ở tận gần con, cho con gần mẹ đau lắm, gần lòng mẹ đã gần con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh ai, con xin gắn lời những lời mẹ ru. Đường đời xưa có mỉm cười, vì coi hạnh phúc chắc từ dần ai. Để con gánh mẹ đừng gánh sợ khi mưa vẫn buồn màng ngắn ngại, cho con tháng dài gắn qua năm dòng những ngày đắng cay, cho con gắn cả đôi vai thân cỏ lặn lội sớm mai mai gầy. Mẹ già là sống xa cây, người đau lá rụng tuổi này gắn sao. Gia đình họ nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc dừng, thời gian có hạn. Họ nhà gái chúng tôi xin phát biểu đôi lời trước khi chia tay họ nhà trai để ra về. Kính thưa họ nhà trai, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt họ nhà gái xin tỏ lòng cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, vui vẻ, nhiệt tình, chú đáo của họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Những dịp năm mới, tôi xin kính chúc bà con hai họ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa họ nhà trai, nhà gái chúng tôi đã sinh ra cháu Hoàng Lan, đã nuôi cháu khôn lớn thành người. Tuy nhiên, cháu tuổi đang còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Vì vậy, gia đình họ nhà gái chúng tôi rất mong họ nhà trai, đặc biệt là anh chị Hòa trong gia đình, cứu mang, giúp đỡ, đào tạo, dạy vẻ cho hai cháu khôn lớn. Quá trình trong cuộc sống có vấn đề gì sơ suất, mong họ nhà trai và gia đình chị, anh chị Hòa giúp đỡ cho cháu chúng tôi, để cháu xứng đáng là một người dâu hiền trong gia đình. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc toàn thể hôn trường, bà con hai họ, bạn bè, nam nữ gần xa của hai gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, năm mới thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Cùng toàn thể hôn trường, cùng bà con người ngoài,
hôm nay tôi không dám gẹp thời tiết đẹp, cũng như sự Covid đã có sự mở cửa, nhưng sự chủ đạo dựa tổ chức lễ có những vấn đề gì chưa hài lòng hoặc nhà hàng chưa hài lòng thì mong hỏi cho gái cũng có thể hướng trường mà mùi thống thử tha thứ và xin thông cảm với hội giờ trái, xin chân thành cảm ơn và cuối cùng chúc hội giờ trái lên đường dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Thank you.
đến nghe đời bỗng thấy xa vời, và rằng em biết đã yêu nhau sẽ yêu dài lâu. Em yêu anh như nắng yêu trời, em yêu anh không nói nên lời, em yêu anh như gió yêu cơn mưa trong nắng hạ rơi. Niềm đó sẽ đâu phải tàn, hạnh phúc đó đừng như khói sương tan trong khơi vô. Tình yêu xanh màu xanh ước mơ, đêm từng đêm đây như giấc mơ, trên đường khuya cùng nhau sánh vai, trọn đời em luôn yêu anh mãi. Nguyện cầu cho tình yêu mãi xanh như màu xanh tình em với anh, cho ngày mai mình luôn có nhau mãi không rời xa. Sống chắc hẳn rằng ai cũng biết đến hương vị của tình yêu, nó là một thứ gia vị của cuộc sống, bởi là đó khi yêu chúng ta phải trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, cay đắng ngọt bùi, lúc vui lúc buồn thì mới có một tình yêu vĩnh cửu. Và với tình yêu bỏng cháy mãnh liệt khi các bạn trẻ họ đã vượt qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời thì mới có ngày hạnh phúc hôm nay. Và hôm nay gia đình chúng tôi long trọng tổ chức chương trình tiệc cưới chúc hạnh phúc lễ thành hôn cho chú rể Thái Hợp và cô dâu Hoàng Lan. Và nhờ đó tất cả chúng ta đã có mặt đông đủ ở đây để chúc niềm vui, niềm hạnh phúc cùng với gia đình chúng tôi, và cầu chúc cho đôi nương được nên duyên vẹn sắc. Và quý vị, và trong giây phút trọng đại cao cả như thế này, cho phép tôi xin được kính giới thiệu và mời lên sân khấu diễn diện đến từ hai gia đình. Và về phía gia đình họ nhà trai, xin để trân trọng kính mời ông Trần Thái Hòa và bà Hoàng Thị Kim Thanh là bố và mẹ của chú rể Thái Hợp. Và về phía gia đình họ nhà gái, xin để trân trọng kính mời ông Hoàng Lộc và bà Nguyễn Thị Ánh là bố và mẹ của cô dâu Hoàng Lan. Và hãy quý vị hãy vang lên một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón diễn diện đến từ hai gia đình chúng tôi. Xin mời một trang pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón chú rể Thái Hợp sánh duyên cùng cô dâu Hoàng Lan bước lên thềm hoa hạnh phúc. Một trang pháo tay quý vị vang lên để cùng chào đón. Và để đến đáp lại tấm chân tình mà tất cả quý vị đã bỏ chút thời gian vào ngày của mình để cùng đến đây chung vui và chia sẻ niềm vui cùng với gia đình chúng tôi, thì xin để cho chồng kính mời đại diện đến từ gia đình họ nhà trai sẽ có những lời phát biểu, những lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị. Xin mời đại diện. Kính thưa bà con người ngoài, kính thưa quý vị quốc khách, các anh các chị cùng các bạn bè ngắm nhìn thân niên gần xa của hai con, hôm nay trong gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai con của chúng tôi. Gia đình chẳng có gì hơn xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của bà con từ ngoài cùng toàn thể hội trường là một niềm vinh dự lớn lao của gia đình của chúng tôi. Hội trường một năm mới an khang thịnh vượng và mong cho hai con trăm năm hạnh phúc. Chúc cho hội trường, chúc cho bà con người ngoài dồi dào sức khỏe, chúc cho hạnh phúc trăm năm, chúc cho cuộc thành hôn hôm nay thành công mỹ mãn. Xin mà mùi cảm ơn. Bạn lương rất nhiều. Và ngay lúc này sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Xin mời đôi nương chúng ta sẽ cùng tay trong tay tiến đến chiếc tháp bánh kem để cùng cắt bánh ân tình, thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu, khởi đầu cho một tương lai và hạnh phúc. Và để tiếp tục sự ngọt ngào đó, xin mời các bạn chuẩn bị khách quý kính mến. Những dòng sông anh đang được tôi chảy khiến chúng ta liên tưởng đến đại dương. Ở đó có những con sóng lấp phẳng lặng,
lúc buồn trao. Và trước tình yêu cũng vậy, nó luôn mang những màu sắc cùng bậc cảm xúc khác nhau. Nếu như Trang Sông Anh đầu tiên thể hiện cho một cuộc tình rất đẹp, thì Trang Sông Anh thứ hai nó thể hiện cho công lao to lớn của những bậc đã sinh ra và nuôi dạy chúng con nên người. Và giờ đây chúng con cầu mong cho cha mẹ luôn luôn sức khỏe, sống đời bình an, và cầu mong cho cha mẹ hãy nhận chúng con là dâu hiền dì thảo trong gia đình. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hơi hay, em nói em say tiếng đàn. Vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ đến trời. Lại gần hôn anh em đến trời. Giờ còn đôi ta kia núi đây nhà. Giờ còn đôi ta em có muốn đi xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn anh sẽ đến trời. Lại gần hôn anh hay em đến trời ơi. Giờ còn đôi ta. Yeah, I know.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Chào xuân, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo than đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ cho nhau. Giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hạnh phúc dành cho chúng ta.